Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Rồi, hello mọi người chia sẻ nha. Chúc mọi người thứ bảy cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Rồi, anh em chia sẻ đông 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 để đủ đón xem cho nó ok. Thì hôm nay Vision mình để ở nhà rồi, mình không có Vision thôi, thì mình lấy cái chiếc Valeo cũng như Vision thôi, bởi vì nó sử dụng Smart Key mà. Đó, Smart Key thì nó giống Vision, thì mình sẽ lấy Valeo để bô cho mọi người. Thì dạo này có vẻ là nhiều anh em hỏi mình và đồng thời cũng phải gọi nhiều, và nhiều anh em chưa biết thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái video này. Thì nhiều anh em cứ gọi, anh ơi, khách hàng có nhu cầu từ khóa Smart Key xuống khóa chìa. Thì cực kỳ là đơn giản thôi. Đây là cái ổ khóa chìa, mình để đây luôn. Được không ạ? Đó là khóa chìa. Đó, rồi, ngày mai anh em xem cái video này thì anh em nhớ, và tí nữa mình sẽ vẽ cho, nếu anh em nào chưa biết. Còn nhiều anh em xem video ở trên YouTube thì có rất nhiều người làm, có nhiều người thì phải đấu cái mặt relay. Đấy, nó rất phức tạp. Có nhiều anh em bảo em phải xuống khóa chìa, em phải bỏ ra mất nửa ngày. Nhiều anh em bảo mất một ngày. Đấy, để đấu relay thì nó cực kỳ là phức tạp cho anh em. Còn cái này anh em chỉ cần mở như này ra chưa đầy 5 phút. Nếu mà mở được như này ra trong vòng chưa đầy 5 phút, đó, thì chúng ta sẽ bật cái là đồng thời sẽ nổ luôn. Rồi, đó. Ở đây ổ khóa chìa. Đấy, có rất nhiều người lớn và đặc biệt trẻ em đi ở trạng thái quên hay tất bình, và một lần cứ phải nhấn nhá rất mất thời gian. Đó, và đặc biệt những cái dòng xe Smart Key thì nút đề hư liên tục, bởi vì nó làm việc một lần phải hai trạng thái. Đầu tiên là phải đánh thức núm và xoay được núm. Vấn đề thứ hai, tiếp tục chúng ta lại khởi động, chúng ta lại lặp lại thêm một lần nữa. Và đồng thời làm việc lâu và làm việc nhiều thì đương nhiên nó sẽ hư. Rồi, cảm ơn mọi người chia sẻ. Lắp relay chuẩn hơn. Thế vậy mà một con xe mà không có relay thì tại sao không lắp relay? Sơn Nam. Rồi, bây giờ anh hỏi em, một con xe bây giờ khóa chìa tại sao người ta không lắp relay? Mà tại sao xuống khóa chìa cần gì phải lắp relay? Ok. Còn ấy, anh em làm cái phương án nào cảm thấy nó nhanh gọn, hư thì Tuấn chịu. Nếu anh em xem cái video này lắp theo thì Tuấn hư, mình tặng hết anh em. Cứ cháy hư cái gì mình tặng cho anh em món đồ đấy nhá. Đấy, còn anh em nào có cái hay thì anh em muốn đấu relay như Sơn Nam thì đấu. Đó, tùy theo cái cuộc chơi, mình làm sao nhanh gọn, có tiền, đỡ nhức đầu. Tí nữa mình sẽ vẽ cho anh em và anh em sẽ chụp lại cái màn hình. Rồi, anh em lần sau cứ xuống khóa chìa là anh em bụp. Xuống khóa chìa chỉ có cái dòng xe mà đánh thức trên nút đề
thì anh em mới câu vậy thôi. Đấy, còn SH là anh em cứ bình thường như zin nha, súng phát triển như zin, cảm giác vàng là nó nổ nha cả nhà. Rồi chúng ta chia sẻ mặn like. Có nhiều anh chị cô bác đi ba cái sờ Mickey này nó rất phức tạp, cứ lần mắt lớn rồi nhấn nó như thế này. Đấy, cứ một lần mà anh chị cô bác mà muốn sử dụng con xe chúng ta lại phải nhấn như này, lại phải say này đó, đôi khi đá trống xuống lại quên hết bình cái rồi ngày mai lại hư cái bình, lại hư cái bình 300 mấy. Đúng không ạ? Thay khoảng 5 cái bình như thế rồi bỏ ổ khóa. Còn tất cả ổ khóa này khách hàng tới cửa hàng Địch Tuấn xuống khóa chìa, bao với khách hàng là miễn phí. Khi đi về Địch Tuấn gửi cho khách hàng 200k uống cà phê. Đó, bao luôn ổ này cho anh chị. Nếu anh chị nào ở An Nhơn, Bình Định thì cứ ghé, hoặc là có số điện thoại 0909 755 993. Anh chị xuống khóa chìa, em bao lắp đặt, và trước khi anh chị ra về em gửi thêm 200k uống cà phê. Đó. Anh chị ở đây sướng quá, chỉ là không đồng ấy, được tặng thêm 200k uống cà phê nhá. Đó. Em sẽ đấu tích tắc cho anh chị. Rồi bây giờ anh em thợ máy đã đủ đông thì em chia sẻ cho mọi người. Rờ lây rờ yếc làm cái gì cho nó mệt. Rồi không cần phải rờ lây. Rồi anh em chia sẻ đồng bào chúng ta thêm một tí nữa, rồi mình sẽ đọc cho anh em tất cả những cái chân này hoạt động như thế nào luôn. Đấy. Còn anh em nào không có thì mở quyển tài liệu. Đấy, tài liệu ở đây, và đêm nay anh em nào mua tài liệu khuyến mãi tưng bừng luôn. Cái tháng 7 này Đình Tuấn chơi tẹt bô với anh em nhá. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Chia sẻ. Không có relay rồi giấc gì hết, phức tạp, rườm rà, hù ma dọa khỉ hết. Nói chung là chúng ta cứ làm nó rườm rà. FI cũng vậy, nhiều anh em học được tí về nhà hơi tí cứ rườm rà. Tất cả hù ma dọa khỉ lấy tiền hết. Cuộc sống này thằng nào cũng lấy tiền hết, bởi vì đồng tiền xoay tròn mà anh em. Thợ thì trả tiền cho thầy, rồi thợ về nhà lấy tiền của khách, khách lại đi kiếm tiền của người khác. Nói chung là quan đi nói lại là đồng tiền xoay tròn. Đúng không mọi người? Rồi, đầu tiên nói cho nó có bài có vở tí. Rồi, đầu tiên em sẽ nói xuống phát triển. Rồi, khóa xuống phát triển. Rồi, tí nữa em sẽ chỉ mọi người cách đấu. Ok. Và tay ga Xuân Dần tập trung học nha em. Em cứ vào đây cứ cháo lòng mới dưa. Em thích thì tí nữa em đi ăn cháo lòng và dưa đi. Em vào đây em học, em tập trung để cho anh em học. Và vào trong này không được comment lung tung. À, để em chuyên tâm, để em dạy. Và em hướng dẫn cho mọi người. Nói từ dạy thì nó ghê gớm quá. Để em chuyên tâm, để em hướng dẫn cho anh em. Nha. Yeah. Vào trong này không được chửi thề, không được nói tục, không được cháo lòng. Cháo lòng thì mời ăn dần qua trang của thầy. Rồi, bây giờ em sẽ đặt cho mọi người. Khóa sơ mật kỳ, súng khóa chìa đơn giản. Không có cái gì cả, không có gì khó, chỉ sợ lòng không nhiều. Rồi, SU. Rồi, em mô phẩm cho mọi người luôn.
Rồi còn anh em nào không biết nữa, ok em hướng dẫn cho mọi người luôn. Mọi người mở tài liệu trang 81 đấy, về Smoky 81 đâu rồi nhở? Đây, Valio Click A Black giống nhau. Thì ở đây mọi người không cần phải quan tâm nhiều, mọi người nhìn em đánh dấu. Đây là tương đương vị trí của chân SU từ 1 cho tới 12 ở một rắc. Rồi rắc B nó chỉ là xi nhan, còi báo, chúng ta quan trọng nhất là 1 cho tới 12 rắc. Thì lúc này hộp SU đây sẽ là vị trí chân từ 1 cho tới 12. Anh em lúc này xuống khóa chìa thì lúc này chúng ta rút bỏ hộp SU. Rồi, ở trong cái rắc A và B. Biết là anh em xem có rõ không? Em coi lại cái camera cái, em để camera ở đây. Rồi, hai mắt, một mắt dạy, mắt xem camera. Rồi, những anh em nào rửa xe, bơm hơi, vá lốp, ngày mai cũng nhận được xuống khóa chìa. Đấy, từ Smoky xuống khóa chìa cho tất cả những cái dòng xe Lit, Aplac, Vision, Click, Valeo. Đó. Rồi thì lúc này các anh em để ý cho em cái vị trí rút cái rác này ra, thì lúc này các anh hãy lấy mỏ hàn. Các anh tước cho em nhẹ cái dây máu chân số 6, tước nhẹ, và chân số 8. Rồi thì ở đây em sẽ nối tắt cho mọi người từ số 6 qua số 8. Em sẽ đánh vòng lại cho mọi người. Được chưa? Đây. Đó. Ok. Đấy, ở đây em đã mô phỏng cho mọi người lấy sợi dây điện nối từ chân số 6, số 8 ở cái rác SU. Còn anh em muốn ngon nữa thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn tới chân số 8 và chân số 6. Chúng ta tước dây điện, lấy một hàn chì, hàn lại cho nó dính cái rác. Rồi mọi người hiểu chưa? Chỉ cần làm thao tác đơn giản như vậy thôi. Tí em sẽ vẽ. Còn mọi người có trên cái sơ đồ mặt điện hoặc là cái quyển chân IC hoặc là chân SU như Đình Tuấn, thì mọi người chỉ cần đơn giản nhớ chân số 6 và số 8. Được chưa? Đấy. Rồi ok, mọi người bấm số 1 để mình bỏ qua ở trạng thái tài liệu. Mọi người nhớ chân số 6 chưa? Số 6 là mát của công tắc đề. Và số 8 nó sẽ là gì? 12V cấp xuống ECM. Ok, mọi người bấm cho em hàng loạt cái số 1. Tất cả những anh em nào đang yếu, dạ, hôm nay chỉ chia sẻ anh em nào cứ lên trên mạng để chúng ta đấu relay, mà hôm nay tôi phải hỗ trợ rất thời gian, rất mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho nhiều anh em lớn luôn, hoặc là nhiều anh em nào chưa biết nghề, bấm hàng loạt số 1 cho em. Nếu mọi người hiểu số 6 và số 8 xuống khóa chìa nhá. Rồi ok, mọi người đã hiểu. Xong, em sẽ vẽ ở đây cho mọi người. Tối nay không biết ai có ban số tài khoản này, không biết. Rồi. Smoky xuống khóa chìa. Smoky, đúng không ạ? Xuống khóa chìa. OCK. Đó. Thì nếu mọi người chụp lại, mọi người làm một cái lấy tiền luôn. Rồi em đang vẽ cái Smoky cho mọi người. Đầu tiên nó sẽ ở đây là mát đi. Ok. Ghi thêm chữ mát nữa. Rồi. Nó sẽ chạy một sợi dây. Rồi chạy. Ở đây đương nhiên nó sẽ làm cái nút đề. Đi luôn nút đề. Rồi, ok. Rồi, ở đây nó sẽ chạy vào đúng chân số 6 của SU vừa rồi nè. Số 6. SU.
Được chưa? Đó. Bản thân là Jin, là Smoky. Thì lúc này mọi người hãy catch. Đó, catch. Được chưa? Catch, không cho mát, chạy vào nút đề nữa. Thì lúc này mọi người sẽ mượn gì? Lấy cái nguồn 12V từ sitop. Rồi, đó. 12V từ sitop, mọi người nối vào đây. Đó, nối bỏ. Thì lúc này chân mát mọi người đã cắt cô lập, thì mọi người hãy nối vào chân còn lại. Thì lúc này mọi người sẽ bóp sitop, sẽ có 12V là điện áp 12V chạy tới nút đề. Lúc này mọi người nhấn nút đề sẽ có 12V chạy tới tần số 6 thay vì nó là mát. Được chưa? Rồi, lúc này tiếp tục còn lại là chân số 8. SU. Thì lúc này mọi người ở đây nối lại cho Đình Tuấn là xong. Đó. Rồi, mọi người hiểu chưa? Thì lúc này chân số 8 nó sẽ là gì? 12V. À, đến ECM. IC đi. À, ok chưa? Thế là sau, mọi người chỉ cần đơn giản mở cái đầu đèn ra. Mọi người chọn tới dây mát, không biết thì đo ra sườn, cảm thấy nó thông thì chúng ta cắt bridge. Rồi, lúc này ở ngay đó có cái rack sitop. Mọi người lấy sợi dây câu vào nút đề. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm nút đề, sẽ có điện áp 12V. Thay vì chân số 6 là mát, thì lúc này nó sẽ là dương. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã nối lại từ số 6 và số 8. Thì lúc này sẽ cấp 12V xuống IC là xong. Rồi, hay mọi người bấm cho cái ô xịt kê 2 bước để hoàn tất. Đúng không? Hoàn tất. Xuống khóa chìa. Em nhìn qua cái điện thoại hơi bị khó. Rồi, ok. Được chưa? Đấy. Mọi người tước ra, lấy cái kìm, lấy cái kéo, cắt tước dây điện ra cho nó dính lại. Hơ cái mỏ hàn, cắm hàn chịch miếng chì vào cho nó cứng. Thì thay vì chúng ta nối sợi dây điện câu từ chân số 6 qua số 8 nó không bền, thì tước nối lại là xong. Đó, cắt đơn giản, không cần delay. Nếu đấu như thế này, chết IC, chết ổ khóa, Đình Tuấn tặng cho các bạn hết. Không tặng được, mình gửi tiền tài khoản tin tin cho mọi người trị giá 3 triệu. Nếu nối như vậy, chết IC, tặng cho mọi người 3 triệu. Ok. Rồi, chụp lại anh em. Bấm luôn, chứ tay ga Đình Tuấn luôn. Rồi, số điện thoại. Lưu vào, lỡ may chết Đình Tuấn gửi cho 3 triệu uống nước. Đó. Ok. 2 bước để hoàn tất, xuống khóa chìa. Lúc này chúng ta có thể là xuống cho khách hàng ở trạng thái không đồng, hoặc ở trạng thái nếu lúc này muốn đánh chiến lược phê hơn nữa, thì ok, em sẽ gửi anh chị 200k uống cà phê, ổ khóa em bao. Và trong thời gian chờ đợi xuống khóa chìa, em gửi 200k uống nước. Tất cả đồ còn lại là của em. Khách hàng ok, chuyện nhỏ. Trời ơi, hôm nay cái cửa hàng ăn gì đây? Tự nhiên mày ơi, đi nhậu tự nhiên, trời ơi, con của tao, trời ơi, con của tôi, đi ăn xong cứ để quên ở trạng thái núm khóa hết bình. Vô tiệm địa tới ăn cửa hàng này, xuống khóa chìa. Lúc này được 200k, tối nay bao mọi người ăn cái lẩu. Được không ạ? Rồi, relay, nhiều anh em không hiểu về relay làm sao. Sơn Nam, Sơn Nam em học đi đi auto này, em học tá lả đi tung, em hiểu về relay. Còn nhiều anh em không hiểu relay thì biết đấu như thế nào, đúng không ạ? Cắt này đơn giản nhất, chỉ cần một người bơm hơi vá lốp thì cũng biết làm. Ê, relay thì cần phải đi học rườm ra. Mất công phải hàn relay, nối dây nó hơi bị lâu. Đấy, còn cái này là chia sẻ tùy theo quý vị. Quý vị cảm thấy những anh YouTube chia sẻ đấu relay, hoặc là muốn đấu relay thì ngày mai kết bạn với anh Sơn Nam. Còn em chỉ làm như thế này cho nó tiện. Được không mọi người?
Đó. Rồi tất cả mọi người chụp màn hình lại. Em và em nhìn qua điện thoại nó hơi bị xấu một tí. Mà xấu thì cũng nhìn thấy số 6 và số 8. Hoàn tất. Relay là sao thì hỏi Sơn Nam. Tay ga Sơn Dần kết bạn với Sơn Nam, nhắn tin hoặc là coi YouTube, YouTube. Thì lúc này anh chị đã trở về con xe ở trạng thái khóa chìa. Ok. Tối ngủ quên, mai xe vào lại gọi sư phụ liền. Trần Trung. Ok em trai. Anh chị nào muốn cuốn khóa chìa thì liên hệ với Tay ga Địa Tuấn 0909 755 993. Rồi, chỉ cần đơn giản như vậy, không cần cao siêu. Đấy, còn những anh em nào ok muốn tham gia cái tài liệu này thì mới anh em chỉ cần như vậy là xong. Là xong hai quyển tài liệu nhá. Đó, yếu chịu khó mua về, anh em phải chịu khó đọc. Anh em mua tài liệu về nhà không đọc thì nó cũng phí lắm. Đấy, mua chịu khó về đọc mọi người ạ. Ok. Rồi, bây giờ kế tiếp chờ để bô thêm mọi người thêm cái nữa cho nó lớn, chia sẻ mặt like. Thì bây giờ xe của anh chị ở trạng thái, hoặc là khách hàng mang vào cửa hàng chúng ta ở trạng thái tất cả là gì? FOB ở trạng thái tất cả là remote, chứ khách hàng không biết là phốc hay là FOB. Chúng ta sẽ gọi là remote. Remote. Khóa thông minh hoặc là khóa bếp ga, khách hàng sẽ dễ hiểu. Ở trạng thái tất cả đèn led màu xanh. Rồi chuyển cái này màu xanh luôn. Đó, tìm xe màu xanh hết. Nhưng có cái gì, như một ngày nào đó khách hàng dẫn bộ vào ở trạng thái tìm xe được. Đó. Nhưng lúc này núm khóa khách hàng không xoay được. Chia sẻ mạng like đủ 200 người đi anh em, để em build view cái này một chút. Rồi mọi người muốn view cái này, mọi người thả cho em cái quả tim hoặc để cho em cái comment ở phía dưới. Đó, đây. Rồi khách hàng dẫn bộ ở trạng thái thời tiết trời nắng hay là trời mưa, im ru không xoay được núm, không xoay được núm. Thì đêm nay những anh em nào mới vào nghề, hoặc là bơm hơi vá lốp, hoặc là đang học rửa xe, cũng làm được cái ban này để kiểm tra biết rằng cái gì bị hư, chia sẻ cho em. Nếu mọi người chưa có công nghệ, chưa có cái test Mackey này. Đấy, anh em nào có rồi thì nó cực kỳ là đơn giản. Đúng không ạ? Đấy, tí nữa em sẽ test cái này luôn cho mọi người. Còn nhiều mọi người chưa có điều kiện sắm với cái này. Thì ok, chúng ta dùng tay không, chúng ta cũng làm lên sự nghiệp. Đó. Được chưa? Đây. Đó. Không xoay được. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai phương án. Một, bộ này. Được chưa? Hai là ổ khóa. Có hai phương án. Rồi, phương án đầu tiên để chúng ta phải loại trừ là ổ khóa này tốt hay là hư. Nếu ổ khóa này hư thì chúng ta phải tháo ra kiểm tra cụm từ. Đấy, và nút đề chẳng hạn. Còn ổ khóa này tốt và nút đề tốt thì kết luận còn lại thay bộ này mới. Bộ này giá cực rẻ. Bộ này giá chỉ có rất rẻ, 1,1 triệu. Đấy, 1,1 triệu. Và cắt làm sao thì ok, mình sẽ like và chia sẻ cho mọi người luôn. 200 người đi mọi người. Dễ lắm, cái nghề này chẳng qua anh em chịu khó theo dõi cái video Đình Tuấn thì làm được hết. Nha. Đấy, không khó đâu. Mọi người cứ theo dõi cái Đình Tuấn video này, ngày mai không nhớ ấy, thì xem lại là cái bút ghi vào là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái đơn giản, đi từng bước một. Rồi, tháo cục này ra. Nó còn chức năng chống dắt, tìm xe, nhưng không xoay được núm. Rồi, chúng ta bỏ đây cả hộp, cả chìa vào đây.
Rồi, chúng ta tạm thời bỏ xuống cái sàn. Rồi, ngày mai mình đón một anh em đặc biệt ở Hà Nội vào học. Đấy, anh em nào ở đây đã học rồi thì hoàn toàn miễn phí. Còn anh em nào chưa có thì xếp sắp ngày mai ngày kia di chuyển tới đây. Trưa mai mình ra sân bay Quy Nhơn, mình đón một anh em đại gia, nói chung là có tầm cỡ ở Hà Nội, vào đây học FI này 10 ngày. Về nhà chỉ quản lý cửa hàng, bởi vì anh ấy rất giàu. Rồi, anh em nào ok thì theo cái anh đấy thì inbox cho Đình Tuấn. Rồi, di chuyển xuống Bình Định. Test giờ mất cây 1,7 triệu anh ơi. Đấy. Rồi, tay không bắt giặc, ok, chẳng cần chẩn đoán gì cả, chẳng cần phải đi học phân tích sâu gì cả. Ok. Rồi, đầu tiên các anh sẽ quay cái rác này, rác B này sẽ bỏ đi. Rồi, nhiều anh em nhìn vào đây cảm thấy nó rối. Rồi, những anh em thợ máy hãy quay cái đầu cài này lên trên như thế này. Hãy làm như thế này, đừng quay như thế này. Rồi, mình chỉ rất rõ. Rồi, anh em sẽ đếm. Từ 1 là dây màu đen, bắt nguồn nó là số 1 là màu đen. À, cái này là âm dương cụm từ đấy. Rồi, số 1 bỏ, số 2 bỏ, số 3 bỏ, 4 bỏ, 5 bỏ. Chúng ta kiểm tra chân số 6. Được chưa? Đó, chúng ta hãy kiểm tra chân số 6. Nhớ thôi, chúng ta chỉ cần biết là đếm từ phải qua trái, chân ngoài cùng, à, phía tay trái, nếu nhìn đối diện cái mặt này. Mọi người đồng ý lại tiếp tục bấm cho em cái OCK. À, nó chẳng OCK chẳng là gì đâu, nó chỉ là cái phấn khích đấy, để tạo tinh thần để Đình Tuấn tiếp tục phiêu. OCK đi mọi người, đếm từ phải qua trái, cái rắc cuối cùng là chân số 6. Trong tương lai này FI có miễn phí đó nha. FI trong tương lai sẽ là miễn phí. Một ngày không xa ở đây, FI này nó hoàn toàn sẽ làm miễn phí. Những anh em nào mua phụ tùng, những người nào bạn của Đình Tuấn chuẩn bị đón chào nha. Hoàn toàn chỉ cần các bạn theo dõi video, các bạn chịu khó học, các bạn hãy chịu khó làm theo Đình Tuấn thì thật sự nó sẽ ngon ngay. Cái quan trọng là các bạn cứ đứng ở cái núi này, các bạn lại coi cái núi kia thì nó chẳng bao giờ gọi là thành công cả. Đấy, một nghề thì sống và chín nghề thì chết. Đấy, đừng bao giờ nhìn thấy cái núi kia cảm thấy núi kia nó cao. Anh em cứ nghĩ rằng chúng ta phải lên tận cái núi kia cao để chúng ta chinh phục, nhưng chúng ta lên đó chúng ta bị gãy cắn. Đó, còn quyền lựa chọn là của anh em, Đình Tuấn chỉ biết là tham khảo thôi. Ô xì kê đi. Yeah. OCK mạnh lên nào, 200 mấy chục người rồi, nhiều thế nhở. Chia sẻ đi anh em ơi. Rồi, lúc này các anh hãy chuyển ở cái đồng hồ qua ở trạng thái thông thủy, thông mạch, nhấn LED. Rồi, các anh lúc này có thể nhìn thấy cái đồng hồ của em nó kêu tít tít là được rồi. Đó, được chưa nào? Nghe tiếng tít tít không? Thông mạch tít tít. Rồi, thì lúc này sẽ lấy một cái que, chúng ta sẽ chọn vào chân ngoài cùng là chân số 6 đấy ạ. Để kiểm tra gì anh em biết không? Kiểm tra nút đề. Rồi, cái này chúng ta sẽ tiếp mát. Kiếm cái mát nào ấy, chúng ta chọt vào đây cũng được. Rồi, lúc này anh em bấm nút đề xem nó tốt không. Đó, thông thủy. Nhà nhìn thấy không? Rồi, giơ lên tí. Chân số 6 nha.
Đó, số 6. Đây, để né cho mọi người, cầm cho mọi người nhìn thấy chân số 6 à. Sợ mọi người lại ù tai, mọi người không nghe được ấy. Đó, thông mạch. Ok, được chưa? Thông mạch. Thì lúc này cái công tắc đề và cái đường dây tốt, gọi là từ thông thủy, không bị ngắn mạch, không bị đứt. Ok, mở tài liệu đánh dấu vào. Đây, chân ngoài cùng mọi người cứ nhớ là chân số 6. Đó, là từ cái trạng thái nút đề chạy xuống đây đều thông thủy. Ok, vấn đề bây giờ chúng ta phải kích hoạt cái cuộn từ ở trong này cho nó nhảy. Nếu nó không nhảy thì có nghĩa là nó hư cuộn từ. Số 1 nó sẽ là ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đếm lại, là số 7. Bây giờ tùy theo anh em lật qua phải qua trái. Rồi mình sẽ đa số sẽ làm bên tay thuận, mình sẽ lật qua bên phải. Rồi số 6, đếm tiếp số 7. 6 này. Đấy, chúng ta sẽ đếm như này chứ. 7. Đây, lại đếm từ trái qua phải lại. Rồi, chúng ta lật qua phải mà. Anh em chờ chút cái cam. Đây, lật qua phải. Chúng ta lại đếm từ trái qua phải. Nó chỉ có ở đây còn một dây đen còn lại thôi. Mọi người cứ nhớ như vậy. Là chân số 9. Nhớ. Riêng cái dòng xe 2 nút nhấn này, nó chỉ có 2 dây đen, 1 và 9, đen thui lùi này. Rồi mọi người ok chưa? Đó, 1 và 9. Đây, 1 và 9 nè. Rồi mọi người đồng tình chưa? Đồng tình. 1 và 9. Thì lúc này mọi người hãy cấp cho Thị Tuấn một cái điện áp âm và dương không cần phân biệt. Mọi người phải hiểu vậy, ngày mai đừng có hỏi. Ừ anh ơi, cái dây nào dây âm, dây nào dây dương không quan trọng. Cuộn từ âm và dương tùy chọn. Nó chỉ là một cái cuộn từ thôi. Âm dương tùy chọn, bởi vì nhà sản xuất người ta đã làm rồi. Hai màu dây này thì đương nhiên sẽ không phân biệt để cho chúng ta chọn. Đó thì bây giờ sẽ mượn ngay cái dây đồng hồ này. Ở đây có một mình thì mình chưa làm được, bởi vì cái đồng hồ mình chưa mài. Đấy anh em thông cảm chút. Bây giờ anh em sẽ mài nhọn hai que đồng hồ. Một là chúng ta có thể đo ôm được, nhưng khỏi cần phải đo ôm đi. Đo ôm mình chưa chắc là biết sống chết đâu. Bỏ phần đời đo ôm. Đấy, nhiều anh em đừng có bẻ em là em dạy thiếu không đo ôm nha. Bỏ đo ôm, rút này ra. Rồi chúng ta mượn ngay hai que đo của đồng hồ. Đấy anh em cắt bỏ cái cao su bằng nhựa ra. Rồi hai dây còn lại anh em không phân biệt, anh em chỉ cần cắm vào đây. Ví dụ 1 và 9. Đó, cắm vào như thế này, 1 và 9. Thì ở dưới này anh em sẽ lấy cái bình điện, anh em kích nó vào. Đó, lấy cái bình điện. Thấy chưa? Chúng ta lấy cái bình điện ở ngoài hay trên xe cũng được, không cần phân biệt, cứ miễn sao cứ âm và dương. Đấy, đây mình cắt rồi này. Đấy, âm và dương, anh em kích vào mà anh em thấy cuộn từ ấy nhảy tóc xoay được là chứng tỏ cái ổ khóa thì tốt. Tốt thì vấn đề còn lại anh em sẽ báo khách hàng là hư hộp. Thế thôi. 1 và 9. Đấy, lấy cái bình ắc quy. Đấy, như thế này. Đó là mình làm tận dụng trên cái que đo đồng hồ. Còn anh em ngày mai làm như vậy, chúng ta sẽ độ hai cái kẹp cá sấu à, để chúng ta cắm vào bình ắc quy. Hai cái tay còn lại để chúng ta chọt vào đây nó dễ. Đầu tư hai kẹp cá sấu khoảng 5.000. Về nhà dây điện xe đấy, thay ra có dư cắt hai sợi khoảng 1 mét. Ok, mọi người làm được không? Mua hai kẹp cá sấu. Mới mua cho Đình Tuấn hai kim băng, một cái kim băng thôi. Đấy, về nhà cắt đôi kim băng ra, làm hai que nhọn, treo vào trong cái góc tủ, cái chỗ nào hay để đồ nghề. Lần sau con xe đấy vào không xoay được núm khóa, không mở được ổ khóa, chỉ cần lấy hai cái kẹp cá sấu kẹp vào âm dương ắc quy, mình đang mô phỏng. Hai tay còn lại chọt vào chân số 1, số 9. Cuộn trừ nảy tóc, báo khách hàng hư hộp.
Rồi, hư hộp. Thế thôi. Đau ôm cụm từ cũng chẳng nói điều gì. Thôi mọi người kích hoạt luôn. Em bỏ qua trạng thái đau ôm. Rồi, thì lúc này nếu mà nó nhảy được ổ khóa, chúng ta coi như hư. Hư SU. Rồi, bây giờ phải làm sao? Đơn giản, kế tiếp. Làm luôn cho mọi người hư hộp. Nha, bỏ hộp. Rồi, bây giờ trong nhà mọi người đã thủ những cái hộp như thế này, hoặc là đồng thời mua thì Tuấn. Rồi, thì bây giờ chúng ta vừa rồi đã đi mua. Một là tư vấn khách hàng, anh chị muốn một móc thì nó rẻ. Rồi, anh chị muốn luôn hai móc. À, hơn triệu bạc thôi. Anh em về nhà thay bao nhiêu thay. À, mình ở đây thay khách hơn triệu tỷ. Đó, thì anh em tùy chọn cho khách hàng. Một là khách hàng sử dụng hai móc, hay là một móc. Khách hàng mà có chừng này tiền, rồi ủng hộ một móc. Được chưa? Một móc. Một móc. Đó. Rồi, chúng ta sẽ xé bì luôn. Xé bì luôn, chúng ta thay thế hộp. Hôm nay mình sẽ làm hai video này cực hay cho anh em đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hỏi khách hàng. Anh chị, còn cái thẻ nhựa không? Đó. Còn cái thẻ nhựa không? Khi mà anh chị mua xe thì lúc này anh chị có cái thẻ nhựa ở trong Head luôn luôn cung cấp cho các anh chị hai cái thẻ nhựa. Đấy. Thì chúng ta sẽ hỏi khách hàng coi còn cái thẻ có vặt không. Thì khách hàng bảo ồ, xe này em mua lại anh. Đấy, ngày xưa em mua lại có một chìa này. Rồi, coi như là bích. Không có cái gì. Ok. Rồi, thì lúc này các anh phải khui hộp. Để các anh đọc cái mã SMID ra. Phải khui hộp. Nha, phải khui hộp. Và trong này có hai cái rủi ro. Một cái rủi ro là đọc được cái mã. Hai là chúng ta sẽ không đọc được. Chúng ta phải khui như thế này. Đó, nếu hộp trong này chết thì bây giờ coi như chúng ta sẽ không đọc được. Anh em phải nhớ nha. Nhớ đi nhớ lại cái câu này. Thì chúng ta phải khui hộp như thế này. Rồi, mình lấy cái hộp đẹp chút. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Bỏ lên bàn làm việc, chúng ta sẽ mổ. Để chúng ta đọc. Đọc. Nhưng bây giờ nói ở trạng thái nó đen và xui nhất. Đọc ra không có gì. Nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ không còn cái mã SMID. Không còn cái mã SMID nữa. Thì bây giờ còn cách duy nhất là anh em tay nghề yếu. Chúng ta đi mượn con smart tool, chúng ta off. Off. Tắt cái chức năng bảo mật. Đấy. Còn có chỗ có chuyên môn thì người ta sẽ khui con IC này ra. Ở đây khui IC ra thì nó phải có chuyên môn. Đấy, tầm khoảng 30 phút. Được chưa? Đó. Khui cái này ra phải tầm hết khoảng 30 phút. Đấy, nếu không có thì chúng ta sẽ off và đồng thời chúng ta tắt đi. Đó, anh em lưu ý. Còn bây giờ mình nói ví dụ có má thì mình sẽ đồng bộ vào. Off cho anh em sẽ biết rồi. Rồi, mình sẽ thay đổi cái mã vào trong này. Nha, off chắc mọi người sẽ biết rồi. Thì mọi người thay đổi cái mã trong này thì mọi người không cần phải khách hộp. Đó, mọi người cứ lấy bộ mới ra. Mọi người lấy cái máy hoặc mọi người đi nhờ đưa cho anh em 100.000. Nếu mọi người chưa công nghệ để chúng ta cấy vào chẳng hạn như thế. Rồi, kế tiếp.
này chẳng biết còn cái mã không biết. Đấy, được chưa? Thử xem, xe này nhiều lúc khách hàng hoặc là mua xe có nhiều người nó giấu cái mã ở trong này. Đấy, bây giờ còn bước nữa là chúng ta mở. Đấy, mở nhiều lúc cái mã nó ghi bên dưới này thì sao? Anh em hiểu không? Chúng ta sẽ làm hết bài luôn. Chỉ hết công suất cho anh em. Rồi, coi như cái hộp kia chúng ta đọc ra nó hư rồi. Nhớ nhá, coi như cái hộp kia chúng ta đọc ra nó hư rồi nhá. Rồi, chúng ta có thể tháo vào đây. Còn một cái bước này nữa, nó còn có cái hay. Nếu con đi xe này khách hàng nào đã thay rồi ấy. Mình chỉ hết bài luôn cho anh em. Coi như hộp phải chết luôn. Không đọc không yết ra gì nữa. Rồi, ốc này bị cháy hay sao nặng thế? Trời, ốc này cháy anh em. Rồi. Ôi trời ơi, xe này có cái mã trong này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, hộp này chết. Đấy, có nhiều người mã người ta ghi ở đây. Rồi 0369967322. Đó, mọi người thấy không? Đó, chỉ hết bài luôn. Không chẳng có gì giấu giếm cả. Múc tới Ninh Kiều luôn. Ghi lại cả. Đó, mã nằm dưới đó đó anh em. À, 036. Rồi mọi người nhớ này, 996732. Rồi ok. Rồi. Coi như hộp chết mà anh em. Rồi, sau bắt tạm thời lại đã. Hơi bị cháy tay anh em. Rồi ok, có mã. Rồi mã đây luôn. Rồi đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng cái máy. Ok. Rồi bộ này. Đó. Chúng ta chép, chúng ta chọt, chúng ta chép. Đêm nay mua máy tặng quà luôn nha anh em nha. Rồi lấy cái rắc. Ok. Cắm vào đây. Cắm vào đây thôi là xong. Chúng ta không cần phải chọt. Rồi xong. Đó mọi người nhìn thấy không ạ? Rồi cắm vào SU. Cáp cắm vào máy. Rồi đầu móc để kế bên. Bộ mới mà. Rồi cấp cho nó cái nguồn. Lấy cái bình điện mạnh mạnh chút. Đừng lấy ba bình điện nó yếu. Cắm vào đít máy. Rồi.
Đó, đơn giản. Anh em chọn vào hàng thứ ba. Smoky, mọi người nhìn thấy rõ không ạ? À? Em coi cái điện thoại này rõ không? Rồi, ok. Honda. Anh em chọn vào 20 pin, 2 jack. Hàng số 2. Dạy quá nhiệt tình luôn. À, mọi người dạy quá nhiệt tình, mọi người không follow cho cái thì đúng là nó quá buồn đi mọi người ạ. Thả tim. Dạy như vậy mọi người có dễ hiểu không? Ok. Lập trình tự động, không biết thì cứ vào đây cái đã. Đấy. Ok. Chẳng có cái gì cả. Bấm sai chẳng là cái gì. Nhớ thủ công. Đấy, cái này chúng ta làm tay cũng được ấy. Nhớ là hàng số 2. Thủ công nha anh em. Chúng ta vào cái gì? Thay cái hộp SU mới này anh em. Hàng số 3. Ghi vào luôn cái bút đấy. Hàng số 3, có nó chỉ đâu, số 3 chẳng hạn như thế. Rồi, số 3 này. À, thay SU chẳng hạn như vậy, ghi red. Nhớ vào. Học quan trọng nó phải nhanh điều đó. Ok. Lúc này mời chúng ta nhập cái SMID vừa rồi chúng ta vừa xem được. 036. Số 3, bấm mũi tên đi lên. Bấm 3 phát. Đi qua, bấm mũi tên. Số 6, chúng ta bấm bên dưới này. Cho nó nhanh 4 lần. 1, 2, 3, 4. Rồi, chúng ta đi qua. Rồi, số 9, chúng ta bấm bên dưới 1 lần. Đi qua. Số 9, bấm 1 lần nữa. Số 6, chúng ta bấm 4 lần. Thấy không? Đi qua, số 7 chúng ta bấm 3 lần bên dưới. Số 3 thì chúng ta sẽ bấm ở bên trên, 1, 2, 3. Số 2, 1, 2, xong, để vô. Bấm Enter. OK. Máy hỏi, không cần phải đọc nhiều. Đèn FOB đỏ qua xanh, ở bên trên này không cần phải đọc. Mấy thằng tâm mau này nó làm mà có dấu tí, nhiều ông đọc không có dấu nó khổ. Rồi, nhìn đây cái đèn FOB đỏ qua xanh. Bên trên này nó viết cái gì kệ nó. Đỏ này, qua xanh. Enter, làm theo nó rồi thì bấm theo nó. Đang thực hiện, vui lòng đợi. Tiếp tục, máy vào, chúng ta chuyển cái đèn LED xanh qua đỏ. Dí lì. Rồi, đỏ qua xanh, xanh qua đỏ, nhớ. Đỏ qua xanh, giờ. Ok. Xanh qua đỏ rồi, bây giờ chúng ta bấm 2 lần. 1 2, quan trọng là cái tay này, bấm từ từ thôi. Enter. Tiếp tục 2 lần. 1 2 Enter. Tiếp tục làm như vậy, lặp đi lặp lại 3 lần. Ok. Enter. Máy bảo chúng ta số 0 thì chúng ta sẽ không nhập rồi, bây giờ nó chuyển qua hàng số thứ 2. Chúng ta nhấn 3 cái. Đây này, số 3 này. Nó sẽ nhảy tương ứng ở dưới con số này. 1. Đó. Thấy chưa? Rồi, kệ nó sẽ chuyển. Rồi, lần số 3 chúng ta sẽ nhấn 6 lần. Đó. Cứ từ từ thôi. Tay đừng có nhanh hơn mắt.
9 lần. Nhiều anh em vào cứ làm huynh 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 huynh. Cái gì chúng ta phải có khúc dạo đầu nào, để đi tới đỉnh điểm cao nhất. À, tiếp tục chính phát nữa. Cứ tì tì này, chờ nó nháy xong rồi đã. À. Tay không được thì làm như thế này. Cái tay nó hư, lấy cà lê gõ vào. Rồi, 6. Cái tay mà nó không nghe, lấy cà lê gõ vào. Nó đau mấy lần, nó nhớ ngay. Đấy. Đây. Làm như này cũng tập thể dục từ ngón tay cái. Rồi, làm như này ngày mai không ăn được, đi tuyến trên. Nó lại nện cho 3 lít đến 5 lít. Bởi vì video làm rất nét. Tí nữa sẽ đăng lên YouTube. Mai vào YouTube gõ tay ga Đình Tuấn lại xem lại. Rồi, nó bảo lập trình SU thành công. Đấy, đơn giản như vậy, tí lấy 2.800.000. Đủ. Mà 2.800.000 tính ra mẹ móc lốp chắc phải tháng rưỡi. Nếu ông nào móc lốp chuyên nghiệp. Rồi, rút nguồn. Xong, thành công rồi, nhẹ nhàng rút rắc, không đi đâu mà lập bập. Bỏ máy đây, không có rớt bể mất. À, có cái rắc này bấm dí chặt vào đây. Lắc. Rồi, chúng ta mang hộp mới lắp trên xe, xem sao. Rồi, quay camera lên cho quý vị cùng nhìn thấy. Rồi, từ từ cái đã. Kiểm tra cái FOB cái đã. Rồi, thấy không? Bởi vì nó đang đỏ. Rồi, nhẹ nhàng nhấn vào đây. Rồi, lúc này ok. Khởi động. Lấy tiền. Hoàn hảo. Được không? Cực kỳ là đơn giản. Đấy. Ok. Lúc này chúng ta đã hoàn thành cắt, kiểm tra, chết hộp SU. Và đồng thời chúng ta đã bắt bận thành công. Và cuối cùng chúng ta đã thay thế hộp. Cực kỳ đơn giản. Dùng máy Smart Tool. Tít 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 tít. Đêm nay ai mua tặng luôn cái bộ này luôn. Rồi. Đêm nay ai mua bê luôn cái mô hình này mang về luôn. Được chưa nào? Đó. Chốt thì comment số điện thoại 0909 755 993. Bê luôn về luôn. Ngày mai đóng hộp bê luôn cả bộ. Thì ngày mai không cần phải đo kiểm chân số 1 và số 9 và chân số 6 nữa. À, chúng ta có mô hình đặt lên cái bàn, đúng không ạ? Rút SU ra thể hiện với khách hàng là ta đây đẳng cấp. Bởi vì hôm nay mua Smart Tool được ông Taiga Đình Tuấn tặng cho cái thiết bị mô hình kiểm tra SU và núm khóa. Cực kỳ khách hàng thích thú bởi vì cửa hàng này chuyên nghiệp. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, chuyên nghiệp không? Đấy, còn đêm nay Smart Tool mắc quá, không ai mua. Cần mô hình thì comment, đỡ phải chọt chân số 6 để kiểm tra da mắt sườn. Và đồng thời chúng ta phải kích hoạt thêm một bước nữa là chân số 1 và chân số 9 để kiểm tra cuộn từ của núm khóa. Thì thay vì có cái này đặt trên cái bàn, khách hàng cảm thấy đặc biệt là đẳng cấp. Đấy, cái khuyến mãi đầu tiên của đêm nay. Và cái khuyến mãi cái thứ hai của đêm nay Đình Tuấn muốn chia sẻ với quý vị và anh em thợ máy trên toàn quốc Việt Nam mua bộ tài liệu hôm nay tri ân cho bộ kiểm tra LED. Okay.
Rồi. Đó. Sự đẳng cấp, có tiền để làm gì? Tại sao cứ phải để những cái ổ khóa này? Nó hàng đơn giản. Khóa hết thì gọi Đình Tuấn cung cấp. Cực kỳ đơn giản. Tiếp tục có khóa học online tri ân cho tất cả anh em thợ máy mua phụ tùng bên mình. Món quà thứ hai, anh em nào mua bộ tài liệu được tặng nhóm học online kèm theo bộ kiểm tra full LED. Cái này chúng ta sẽ cắm vào điện áp 220. Điện xoay chiều gọi là điện nhà, điện lưới. Thì lúc này nó sẽ tính toán cho anh em cái điện áp tương đương như một con IC hoặc là một cái mặt. Đấy. Để chúng ta test tất cả hệ thống LED cho tất cả bình ắc quy. Ở lúc này chúng ta sẽ cắm lên, điện áp sẽ báo là 22V. Nó như một cái mặt ổn áp khi mà một LED, chip LED tương đương khoảng hơn 2V. Hai chip LED lúc này khoảng hơn 5V. Thì lúc này đèn đồng hồ sẽ hiển thị cho tất cả anh em chúng ta. Mua bộ tài liệu tri ân hôm nay tặng cho tất cả những anh em nào bộ kiểm tra LED. Và công thức kiểm tra LED ở trong bộ tài liệu này cũng có. Chỉ cần nhìn vào dòng xe, ghim đúng sợi dây là xong. Ghim sai thì cũng chẳng có điều gì xảy ra cả. Bao cháy LED. Cực kỳ đơn giản, nó sẽ như thế này. Tháng 7 này mà, free ship. Rồi. Chúng ta sẽ kiếm vào cái ổ cắm điện 220 bởi vì cái dây này nó khá là dài. Đó, chúng ta sẽ cắm vào 220. Đây, chúng ta sẽ cắm vào đây. Điện nhà 220. Rồi, thì lúc này anh em sẽ thấy hiển thị trên đồng hồ điện áp giá trị là khoảng bao nhiêu? 22,8V. Đó, 22,8V. Thì lúc này anh em có thể chỉnh kiểm tra LED đủ các kiểu trên đời. Thì lúc này nó sẽ ra cho anh em như một cái mặt điện áp ở trong IC điều khiển vậy á. Đấy, ổn định. Và đồng thời nó sẽ báo cho anh em ở trạng thái 5V, 3V, 6V, 7V. Đó là tùy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái bình điện. Và ở đây sẽ có cho anh em 4 đầu dây ra. Ở đây sẽ anh em sẽ ghim vào tất cả trên cái bo LED. Trên cái bo LED. Đó, ghim. Lỡ mà anh em chập dây thì cũng chẳng sao. Lỡ may nè. Rồi, nó tối đèn thôi. Nó tối đèn. Chẳng sao cả. Lỡ thôi nha. Đừng có lỡ lầm nhiều. Ở đây mình test. Rồi, đó là anh em test chip LED. Còn ở đây anh em muốn kiểm tra pha đèn thì ở đây sẽ có tiếp tục hai đầu dây nhỏ để cắm vào những vị trí chân của pha đèn rất nhỏ. Đấy, để chúng ta kiểm tra. Ví dụ như trạng thái chúng ta ở đây muốn kiểm tra một cái giá trị, một cái bình điện áp. Thì anh em sẽ xem giá trị điện áp của nó. Đấy, 11,12V. Anh em thấy không? Điện áp ở đây cho anh em tính toán tùy theo ở cái thiết bị mà chúng ta đo. 3V báo 3V, 5V, 2V mấy, một chip LED. Ở đây mình sẽ lấy một cái chip LED cho cả nhà. Rồi, mọi người sẽ nhìn cái đèn LED ở đây chẳng hạn như vậy đi ha. Rồi, ok. Đó, đây. Rồi, ok. Đấy mọi người này. Ví dụ cái chip LED, đèn LED chúng ta gọi là LED ở trạng thái LED công suất. Còn chúng ta LED này là trạng thái là nhỏ nhá. Đây. Đây đi. Rồi, vị LED này khoảng 3V thì nó khoảng tầm hơn 2V nhá. Đồng hồ sẽ chỉ thị cho chúng ta. Đó, anh em nhìn đây. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy cái que. Đấy, ở đây chúng ta cắm thoải mái, âm dương lộn thì nó không sáng thôi. À, đây. Đấy, đúng nè. Đấy, dương chân dài này, âm này. Thì anh em nhìn thấy không? À. Đó, thấy không? Ok. Đấy. Đó, ok. Đấy, tuyệt vời. Kể cả LED pha đèn cũng vậy, anh em sẽ cắm như vậy. Đấy, thì anh em nào hôm nay chốt tri ân tháng 7 tặng mỗi người bộ kiểm tra LED.
ở trong tài liệu có chỉ cắt hướng dẫn đo. Đấy, chỉ cần đơn giản, quá đơn giản cho quý vị. Đấy, ok. Còn sớm mất tool bê ngay mô hình. Còn anh em nào lấy mô hình riêng thì chốt. Đi Tuấn còn hai mô hình cuối cùng của đêm nay. Đấy, tài liệu. Rồi, ok. Đó, thì anh em nào quan tâm. Rồi, anh em nào mua mô hình thì không có núng khóa thì comment. Còn mua máy, lấy luôn về luôn. Đấy, lấy luôn bê luôn. Cho thoải mái. Chơi tẹt bô với anh em luôn. Hôm nay mọi người thấy Savaki dễ không? Đó, xuống khóa chìa và đồng thời thay SU. Tuấn chịu chơi. Cảm ơn anh trai nha. Cảm ơn anh trai nhiều. Liên hệ em ngay số điện thoại đường dây nóng 0909 755 993. Thật sự bộ tài liệu này anh em chỉ cần làm theo thôi, anh em cũng thành công ấy. Nói chung là chịu khó đọc, đúng không? Cái gì cũng vậy, trong cuộc sống này cái gì cũng vậy, chúng ta phải chịu khó đọc thì chúng ta mới thành công được. Tháng 7 mẹ nồi côn nhiều, anh em lấy 20 bộ cũng phi ship. Được chưa? Phi ship hết. Tháng 7 em ạ. Tháng 7 này máu lửa mà. Chơi phi ship. Rồi, những anh em nào lay được từ ở trạng thái hay bị chập chẹt hoặc là chậm sạc thì anh em nào comment ủng hộ relay đề từ Zindex relay 5 chân vừa đề vừa sạc. Đây, Zin nha. Zindex. Đó, anh em nào cần comment. Mô hình chiều 7 nha anh em. Hoặc cần gọi luôn. Đấy, được thì anh em ủng hộ. Đấy, chiều 7 được thì ủng hộ. Không ổ khóa, ổ khóa anh em về nhà tự kiếm. Không có, anh em comment ổ khóa đây. Rồi con relay này Zin. Ở trạng thái bây giờ nó đang bị chập chờn ở trạng thái khởi động tật tật và đồng thời bị sạc. Nên ở nhà thủ khoảng 2-3 con. Những anh chị em nào hay sửa những dòng xe đề từ thì ở nhà phải cần có 2 con, giá có mấy chục ngàn. Và em xin nhắc lại thêm một lần nữa, con relay 5 chân khởi động đề và sạc ở trạng thái bây giờ đang bị tật tật, và nhiều dòng xe ở trạng thái sạc bị chập chờn do relay bị mò về tiếp điểm ở trong hai mặt vít, thì anh em cần phải lưu ý relay xịn Zindex cần comment. À, ủng hộ Đình Tuấn Zalo mỗi người vài cục. Mình đang có khoảng 50 cục. Nhà không thừa, ủng hộ. Mua bộ tài liệu tặng ngay bộ kiểm tra full hệ thống LED. Nói chung muốn kiểm tra cái gì kiểm tra, miễn sao nó có điện áp, thích kiểm tra cái gì kiểm tra. À, miễn cái gì sử dụng điện áp. Comment bộ tài liệu tặng
tháng 7 chơi Tetpo. Mua 1 tặng 1. Rồi, còn anh em nào từ bấy quan tâm mua cái nước mà rửa lốc trắng như ngọc trinh thì comment. Đúng không? Nước tẩy này trắng bóc, anh em nào cần bán 5 lít trở lên thì bán, 1 lít không bán. Không đủ tiền nước. Nước này trắng tinh như rượu. Còn cái bình xịt này anh em có thể chạy ra tiệm làm tóc xin một bình, hoặc là đưa cho người ta khoảng 10.000 uống chai nước, người ta đưa cho cái bình xịt. Cái bình xịt này ở những tiệm làm tóc rất nhiều. Anh em cần mua nước tẩy không độc hại cho chân tay. Còn anh em nào sợ thì đeo bao tay vào. Còn bình xịt từ chiều đến giờ tay chẳng bị gì cả. Này, trắng lốc không cần biết, nhớt đóng cỡ nào thì đóng, đóng ở trạng thái hết dầu hết nhớt luôn, lốc đóng đen thui lùi thì chúng ta tẩy láng o như ngọc trinh. Nếu lốc xe ga, nếu tẩy hết cái lốc thì chưa hết nửa chai này. Chai này tương đương sẽ là 1 lít. Nếu đổ đầy, chai này chai làm tóc mà. Đó, chai này 1 lít. Chúng ta ra tiệm làm tóc, anh em nào mua thì ủng hộ ship lần 5 lít trở lên. 1 lít thì chẳng được nửa chai nước nào uống cả. Đấy, tiền can, tiền đồ nữa, ok. Này, nước ở trên mạng bán đỏ đỏ, đen đen, tím tím và vàng. Đình Tuấn không biết, ở đây nước trắng như trong như rượu. Như rượu nếp. Rồi, nếu tẩy cặp lốc của Sirius như buổi chiều nay tương đương khoảng hết 15 phút. Láng o như ngọc trinh, bấm giờ đúng 15 phút. Chỉ cần cọ, đẩy, xào qua xào lại, xịt rửa xe vào, không nhớt. Rửa xong cặp lốc láng o như kiểu mà rửa chén Sunlight, siêu sạch. Đây, nước màu trắng tinh như rượu nếp, cần thì comment. Đây, một chai tương đương 5 lít, ngày mai đi. Đấy, trắng bóc 5 lít. Đấy. Rồi, ngày mai đi. Ok, sướng. Nhà anh em nào có cái máy rửa xe xịt khoảng vài xịt lượm lúa, nếu mà lốc của xe ga trắng hơn cả ngọc trinh, nếu bằng nhôm. Lúc nãy mình lấy khoảng nửa bình tháo ra xịt, vẫn còn chừng này, lúc nãy hơn nửa bình, lúc nãy tới đây này, xịt cặp lốc đấy hầu như mất khoảng nửa bình, nửa lít, cho nửa lít đi. Đó, lấy tiền khách hàng trước khi làm, chụp nó lại như thế này. Xe anh chị, trong chiến lược tôi sẽ dạy cực kỳ đơn giản, cái gì có chiến lược hết. Đây, anh chị, xe của anh chị chạy hết nhớt ở trạng thái như thế này. Nếu anh chị rửa xăng thì đương nhiên sẽ không tẩy được chất này. Trong quá trình chúng ta làm máy không tẩy rửa tất cả lốc được sạch như ban đầu, thì lúc này động cơ nổ nóng lên, thì lúc này nhớt sẽ quấy, và đồng thời lúc này nó sẽ dính những cái dơ, và đồng thời sẽ tan ra đồng thời với nhớt, đi kèm theo với nhớt. Thì lúc này nhớt rất nhân bẩn. Đó. Và lúc này anh chị cần được tẩy rửa, giá thành cực kỳ rẻ. Đó. Em chỉ lấy tiền thuốc tẩy rửa cho anh chị trắng như lốc mới. Được chưa? Khi anh chị lắp vào xả ra nhớt phải gọi là mới len keng xà beng, bạc đạn ở đây tuyệt đối không hư. Rồi, tẩy trắng bạc đạn luôn. Lúc này chúng ta xịt khô, vô nhớt, xoay bi bạc đạn. Ok, ngày mai tôi sẽ lắp con Sirius lên, và đồng thời tôi sẽ live stream cho mọi người. Trắng tinh như ngọc trinh. 15 phút cho cặp lốc, rửa 4 mặt. Đấy, đây. Bình côn. Đấy, côn.
Đấy, mâm điện lắng o. Đấy, hai mặt bên này, hai mặt bên kia, hai mặt bên này, hai mặt bên kia. Mọi người thấy không? Đấy, video mình đã úp lên, cần thì comment ủng hộ mỗi người khoảng 5 lít. 5 lít. Chơi thì bô với anh em. Về nhà tẩy rửa bảo đảm không rít. Nước trắng bóc, không có đỏ đỏ, hồng hồng, xanh xanh, đen đen tí nào cả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin phép được tạm dừng và kết thúc tại đây. Anh em nào cần mua gì ủng hộ, truy cập vào cái Zalo, cảm thấy yêu mến thì ủng hộ nha. Đừng sợ thương hại. Cảm thấy yêu, cảm thấy video này hữu ích, cảm thấy đồ này bán, cảm thấy chất lượng, có người bao, mua đồ, đừng mua đồ, mua hàng tay ga thì Tuấn lỗi lầm cái gì mình trả lại hết cho mọi người. Không phải là bán bỏ con giữa chợ. Cần cái gì comment. Rồi, video đến đây xin phép được tạm dừng và kết thúc. Tất cả đường dây nóng hoặc là liên hệ vào cái Zalo thì vui lòng bấm ngay cái số điện thoại, truy cập gọi trực tiếp hoặc đồng thời Zalo 0909 755 93 để có người hỗ trợ và tư vấn cho anh chị. Chậm một chút xíu nhưng an toàn. Đừng đi tàu nhanh. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video vào đêm thứ bảy cuối tuần. Chúc đại gia đình mình luôn luôn sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi, chúng ta vẫy tay chào nhau nói để về nhà có một giấc ngủ ngon. Thank you quý vị. Offline. Anh em nào xem lại cái video này thì có thể vào trong trang xem lại, hoặc đồng thời có thể vào YouTube,